Và ngay bây giờ sẽ là phần tư vấn của các chuyên gia cho những câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Một câu hỏi trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản mà chúng tôi tiếp nhận thông qua hệ thống tổng đài 1900-6145. Câu hỏi đến từ khán giả ở tại Hải Dương với số điện thoại 0977, 3 số cuối là 986. Khán giả hỏi là cá chấm 2 tháng tuổi có biểu hiện đen đầu, bong tróc vẩy, red đỏ hậu môn. Trong ao thì xuất hiện thấy rất là nhiều tảo lam. Xin hỏi chuyên gia Bùi Quang Tề nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng trên ạ. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo mô tả của khán giả thì tôi có thể nói thế này. Mùa này là mùa xuân, đầu hè và mùa thu là bệnh thường niên của cá chấm cỏ. Mà bệnh này là nó là bệnh xuất huyết và có thể bội nhiễm cả bệnh vi khuẩn. Nhưng bệnh xuất huyết là chính do vi rồi virus. Nên là tất cả 12 cái mùa này là cá nó ít ăn. Khi nó bị bệnh là nó kém ăn hoặc bỏ ăn nên là thức ăn thừa dẫn đến cho cái nước ao nó bị ô nhiễm. Nói ô nhiễm hay chúng tôi gọi là phú dưỡng thì tảo lam nó phát triển. Thế bây giờ chúng tôi có thể tư vấn cho khán giả phải làm hai việc như này. Cái thứ nhất là định kỳ nhớ phải bón vôi cho tôi một là 20kg vôi cho 1.000 mét khối và nửa ký xuyên phát đồng cho 1.000 mét khối. Cho xuống cho nó trong nước lại và cho đánh chế phẩm vi sinh. Ví dụ như em Clean đánh có thể nồng độ so với nhà sản xuất phải tăng gấp 2-3 lần. Cứ 7 ngày đánh một lần thì tự nhiên làm nước ao nó sạch lại. Thế sau giờ cho cá vì đây là bệnh xuất huyết do virus có thể là bội nhiễm cả vi khuẩn nên bắt buộc chỉ có ăn thảo dược thôi. Ví dụ như ăn KN0412 4g cho 1kg cá ăn trong một ngày cho 5-7 ngày mà cho đến khi khỏi thì thôi. Và cho ăn vitamin C liều sử dụng theo nhà sản xuất, cho vitamin C ăn cũng 7 ngày liên tục. Và khán giả nhớ cho cái mùa xuân này là cứ tháng một lần là cho ăn thuốc để phòng các cái bệnh xuất huyết và do virus để cho cá chấm cỏ nó trở lại khỏe hơn. Thì chúc khán giả xử lý thành công. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề.